farm, farm, green farm, yes. Chợ Việt Nam. Mấy xe nè, mấy xe đẩy. Bánh này mày có lấy bánh này không? Mày you want coconut or you want regular one? The cracker, you want coconut or regular one? Or this one? Trời. Sorry. You don't want to do basketball here. Oh, yeah, one other one. Ừ, chiếc quá trời luôn. Dưa leo đồng hai cái. Lấy giá bịch đi ba. Vô cho mình cái mày lấy dưa leo. Con đọc cái spicy không spicy. Nào ngon, hai đứa đậu phộng, khoai mì, củ sắn, đậu phụ ve nè, bà vàng muốn gì ở đây, hành lá, đậu phụ ve để lấy mấy cái thôi. Bịch bỏ vô ra. Bịch bỏ vô cho má. Thêm bát đi chứ để. Đi chợ xong rồi cả nhà ơi, bây giờ cả nhà mình đi về. À, mình mua rất là nhiều được rau rẻ và trái cây rẻ cả nhà ơi.